ngưỡng bái bạch Hòa thượng Trung Sư, trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính thưa toàn thể các quý Phật tử, chuyên đề gồm mặt tâm linh là một gợi ý về việc mà tất cả những người tu học Phật bằng phương pháp và tu đúng cách quay trở về với nguồn tâm và nhận ra được rằng là ta có đủ các gia tài tâm linh mà các Đức Phật, các vị Bồ Tát và các vị hiền thánh tăng đã từng đạt được và truyền bá. Trong phần giảng giải chính, Hòa thượng Tôn Sư của chúng ta đã phân tích các góc độ ứng dụng của việc tu tâm dưỡng tính trong đời sống thực tiễn với tư cách xuất gia và tại gia, để giờ đó chúng ta từng bước nhận ra được nguồn tâm của mình luôn chiếu soi. Trong phần nói tiếp theo sau đây, chúng tôi gợi ý đến các quý vị về một số phương diện của tâm trong triết học Phật giáo, để theo đó chúng ta cùng ứng dụng và mang lại các giá trị an vui hạnh phúc cho cuộc sống của bản thân và tác động tích cực đến đời sống của những người thân. Điều 1, kho tàng tâm thức. Khái niệm kho tàng tâm thức là dịch nghĩa về chữ Aleya Vinyatnya, tức là thức kho tàng. Thức này đó được ghi nhận là thức thứ 8. 7 thức còn lại là 6 thức giác quan, bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức và thức mạt na, tức là ý thức về cái tôi, sự chấp ngã của con người dưới góc độ này hay dưới góc độ khác. Theo trường phái triết học Yogacaya thường dịch là Du Già Tông hay là Pháp Tướng Tông, hoặc là Duy Thức Tông hay là Tâm Tông, thì mỗi một chúng sinh mà đỉnh cao nhất là con người có tình thức đều có một kho tàng thức chứa đựng tất cả các hạt giống văn hóa, tôn giáo, triết học, tri thức, nghiệp chung, nghiệp riêng và kinh nghiệm cá nhân. Trải qua nhiều kiếp sống, các hạt giống này đó không hề mất đi. Nếu không có sự tác động chuyển nghiệp theo hướng đối lập để dẫn đến tình trạng lộ trừ nhau trong kho tàng tâm của mỗi con người. Vì trải qua nhiều kiếp sống, mỗi kiếp sống đó, chúng ta có các cái hệ nghiệp riêng và hệ nghiệp chung, bao gồm nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp vùng miền, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh giữa các quốc gia. Do vậy mà trong quá trình được tái sinh, nhất là ở ngay kiếp sống hiện tại này đó, có những điều chúng ta chưa từng học nhưng chúng ta cũng biết ít nhiều, có những điều chúng ta chưa từng được nghe chúng ta cũng có thể cảm nhận được, là vì ở trong kho tàng tâm đó đó, các hạt giống đó chưa từng bị mất. Để dễ hình dung đó, ta có thể tưởng tượng kho tàng tâm của con người giống như là quả địa cầu. Ở bên trong lòng của nó đó có rất nhiều các quặng mỏ, quặng vàng, quặng kim loại, quặng đá và nhiều loại quặng khác. Tùy theo trình độ khoa học, các cái công cụ khai thác hiện đại mà chúng ta có thể sử dụng được
cái nguồn thiên nhiên được ẩn chứa ở trong lòng của địa cầu. Thì cũng tương tự như thế, các hạt giống Phật, hạt giống Bồ Tát, hạt giống Thanh Văn, hạt giống Thánh Tăng, hạt giống chân nhân đều tiềm ẩn và nằm sẵn ở trong kho tàng tâm của chúng ta thôi. Do vậy, công việc tu tập của những người theo Phật giáo là làm thế nào có được những chiếc chìa khóa để khai quật và sử dụng được kho tàng tâm với những giá trị tích cực và cao quý. Ký ức và các phiền não tâm lý tiêu cực đó, là những rào cản, là những dây kiểm gai, là những bức tường thành làm cho các hạt giống tích cực ở trong tâm chúng ta không thể được thể hiện và phát huy ra bên ngoài, mặc dù nó vẫn còn tiếp tục tồn tại. Do đó, sự tu học của người Phật tử là làm thế nào? Một mặt là tháo gỡ bằng sự chuyển hóa các rào cản đóng bít cửa ngõ của tâm, và mặt khác đó là phát huy để cho các hạt giống thánh, hạt giống chân nhân ở trong chúng ta đó được hiển lộ và hoạt động ở bên ngoài. Nhờ đó con người được an vui và hạnh phúc. Dân gian thường đề cập đến khái niệm phản ứng có điều kiện và phản ứng vô điều kiện. Về phương diện Phật học, nhất là học thuyết tâm Alaya này đó, thì mỗi một cái hành động, dầu là có chủ ý hay là vô tình của con người, đều tạo thành một cái nguồn thói quen. Và nguồn thói quen này nó có một cái chất xúc tác là thôi thúc chúng ta, đẩy chúng ta, và nó làm cho mình đó, có khuynh hướng là chọn lựa cách ứng xử đó, cách giải quyết vấn đề như thế đó, nó ứng với những gì mà chúng ta đã được làm quen với bằng học trường lớp, bằng kinh nghiệm thực tiễn, bằng các phương pháp tư duy và bằng kinh nghiệm bản thân. Do đó, để cho các hạt giống thánh và các hạt giống chân nhân đó chứa đựng đầy ở trong kho tàng tâm, và như vậy không còn chỗ để chứa đựng các hạt giống tiêu cực khác, thì mỗi ngày và đặc biệt hơn là mỗi tích tắc của thời gian trôi qua, chúng ta cần phải gieo trồng các hạt giống thánh thiện thôi, một cách có điều kiện. Mỗi chủ nhật, dầu bận với công việc gia đình và xây dựng tổ ấm, các quý Phật tử đã hy sinh từ 2 giờ cho đến 4 giờ để đến các chùa tụng kinh, nghe giảng, tu tập. Đó là cách chúng ta tạo ra tính điều kiện cho các hạt giống thánh được lớn dần. Và những hạt giống này đó nó giúp chúng ta vượt qua được rất nhiều các cái tình huống trái ngang, nỗi khổ, niềm đau, thử thách. Và khi mình tái lập đi lập lại một cách có ý thức, mà trở thành như là một thói quen không thể thiếu, thì lúc đó đó chúng ta sẽ đạt được cái trình độ là phản ứng vô điều kiện, vì nó thành một cái thói rồi. Lúc đó không cần phải suy nghĩ nữa, cũng không cần phải quyết định nữa, thì những hạt giống thiện này chỉ cần có một chất xúc tác hoàn cảnh thụ duyên thiện thôi, chúng sẽ được luân xuất và đồng hành với chúng ta. Do đó, nếu như những người bị thói quen xấu chi phối, bao gồm rượu bia, ma túy, thuốc lá, cờ bạc, chơi bời hay là thị phi, thì những người tu học Phật đó cũng phải làm sao tạo thành những thói quen tích cực, như là nghiên cứu kinh sách, tu học Phật pháp, rồi hành trì, rồi làm các việc lành bao gồm Phật sự và từ thiện, dấn thân phụng sự, và làm tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được, không từ bỏ một cơ hội nào.
Nói cách khác là khi trường phái Du Già Tông hình thành ra học thuyết kho tàng thức, trường phái này đó muốn gửi một thông điệp đến tất cả chúng ta là hạnh phúc hay khổ đau của kiếp người hoàn toàn không do tác động của Thượng Đế, Thần Linh, sự hên xui may rủi hay là ngẫu nhiên, mà trên thực chất đều là các kết quả của những hạt giống được chúng ta gieo trồng trong quá trình sống của bản thân mình dưới tác động của hoàn cảnh xung quanh thôi. Đơn giản hơn một chút, nếu hình dung kho tàng thức và tâm như một căn phòng, trong đó đó ta chứa đựng nhiều vật dụng. Người ngăn nắp và có phương pháp đó, thì sắp xếp các loại vật dụng giống nhau cùng bản chất vào ở một cái vị trí và các loại vật dụng khác đó, ở các vị trí khác. Và do vậy mỗi khi cần sử dụng đến chúng đó, chúng ta dễ dàng tìm ra trong vòng tích tắc thôi. Thì các hạt giống thiện, ác, phàm, thánh, hạnh phúc, khổ đau, tiêu cực, tích cực, nó cũng y như thế. Làm thế nào để xử lý các hạt giống, các vật dụng tiêu cực đang nằm sẵn ở trong kho tàng tâm thức của con người? Đó là cái câu hỏi mà người tu cần phải đặt ra. Khi mình tìm ra được manh mối, vị trí nó ở chỗ nào, lúc đó chúng ta mới di chuyển chúng ra khỏi bên ngoài một cách dễ dàng. Chúng tôi xin mượn khái niệm vi tính học để nói về cách thức đó. Khi hệ thống điều hành Windows chẳng hạn bắt đầu bị nhiều cái lỗi, máy bắt đầu chuyển động chậm hơn, gây trở ngại cho người chủ sử dụng chiếc máy vi tính đó, thì thông thường có hai phản ứng xảy ra đối với người sử dụng. Phản ứng một á, là xóa các tập tin sai, bị lỗi và không có nhu cầu sử dụng ra khỏi máy của mình, hoặc thậm chí là uninstall, tức là tháo gỡ ra các phần mềm và ứng dụng của các phần mềm trong hệ điều hành Windows mà mình đang sử dụng, để cho máy trở nên nhẹ nhàng hơn, lưu thông hơn. Nhưng đây đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi, vì máy vi tính nào cũng có sọt rác recycle bin, và sọt rác này đó chúng ta chỉ cần nháy con chuột bên phải vào vị trí đó và chọn cái lệnh là phục hồi, thì toàn bộ các tập tin lỗi và các dữ liệu không cần thiết đó lại trở về ngay cái nguyên gốc mà nó đã từng làm ảnh hưởng tiêu cực đến cái hệ điều hành của chúng ta. Sự lựa chọn thứ hai đó là dùng chức năng format toàn bộ ổ đĩa cứng. Như vậy hệ điều hành Windows, các phần mềm, các tập tin ứng dụng trên các phần mềm đó được xóa sạch, và lúc đó người sử dụng máy vi tính này phải nạp lại hệ Windows và nhiều cái tập tin, nhiều phần mềm khác để sử dụng lại. Lúc đó máy chạy rất là nhanh. Trước khi làm việc này đó thì người ta thường làm backup, tức là lưu trữ các cái dữ liệu tập tin ứng dụng tích cực vào trong các ổ đĩa rời hoặc là cái cổng USB, sau đó mới tái phục hồi lại vào trong hệ điều hành. Ngày nay đó, dưới sự phát triển vũ tốc của vi tính, thì 10 năm trước, tức là khoảng năm 2002 đó, người ta đã tạo ra các phần mềm thậm chí có thể phục hồi được các tập tin mà nó được chứa đựng trong các ổ đĩa cứng bị format đến nhiều lần. Điều mà với kiến thức của người bình thường không thể nào tin được và không thể nào nghĩ tưởng chấp nhận được, nhưng đó là một hiện thực. Kho tàng tâm của chúng ta cũng giống như là ổ đĩa cứng vậy đó. Nhiều lúc mình format nhiều lần bằng cách là buông bỏ nó, quên nó, phớt lờ nó, mặc kệ nó, cho đến lúc nào đó với một cái tác động trong một cái không gian và thời gian nhất định đó,
thì những cái ký ức tưởng chừng như đã bị xóa sổ ra khỏi não trạng của chúng ta bây giờ tái hiện lại và nó khống chế mình, tạo ra mình những cái phản ứng tâm lý rất là tiêu cực: buồn, khổ, bất hạnh, trầm cảm, và thậm chí có thể là giận tức rất nhiều đối với những người đã tạo ra một cách trực tiếp và gián tiếp cái hoàn cảnh bi đát và khổ đau này. Điều đó cho thấy là những hạt giống phàm đôi lúc tạm chết đi và đôi lúc đó, tạm lắng yên như cỏ bị tảng đá đè lên trên nó mà chứ nó chưa thật sự là chết hẳn. Học thuyết chuyển nghiệp trong đạo Phật đó, đề cập đến nguyên lý lộ trừ, và chỉ bằng nguyên lý lộ trừ nhân quả này đó thì các hạt giống phàm, các hạt giống khổ đau, các hạt giống tiêu cực đó mới được xóa sổ đến tận gốc rễ, mà không là nó có thể tái phục hồi trong những hoàn cảnh khác nhau. Một người bị trúng thực có thể dùng các phương pháp đông y và tây y để khôi phục sức khỏe. Đơn giản nhất là nuốt vào bên trong bằng cái đường lưỡi những giọt dầu xanh để truyền cái năng lượng nóng, nhờ đó mà tình trạng bị trúng thực đó được thuyên giảm. Hoặc là ăn gừng nhai trở thành nước nuốt vào bên trong, tác dụng tương tự cũng diễn ra. Hoặc là đánh gió ở vùng đan điền, ở vùng háng, ở những chỗ mà gió thường nhập vào trong cơ thể, tức là những cái khớp xương, thì cơ hội phục hồi cũng như thế. Hoặc là xông hơi, hoặc là dán salon bath, hoặc là uống thuốc tây, hoặc là uống những thuốc gia truyền có chức năng tẩy các độc tố để cho con người bị ối bửa ra. Nhờ đó đó, cái chứng bệnh trúng thực đó không là ảnh hưởng trầm trọng lên sức khỏe của người bệnh. Các phương pháp trị liệu y khoa đều được xem là các phương pháp loại trừ gian, và việc tu học cũng như thế. Để cho các hạt giống phàm được hết á, chúng ta phải nạp trong đời sống thực tế của mình rất nhiều các hạt giống thiện, rất nhiều các hạt giống thánh, rất nhiều các hạt giống chân nhân. Đó là lý do mà trong hàng trăm buổi giảng chúng tôi thường nhấn mạnh rằng là Tịnh Độ Tông của Trung Quốc và Đài Loan thường giảng dạy Phật pháp dưới góc độ là dụ đạo, và do đó cái tác dụng tâm lý cho người hành trì không phải là giải pháp, nó cũng không phản ánh được bản chất nhân quả mà Đức Phật đã giảng dạy trong các kinh. Không hề bài bác Tịnh Độ Tông, chúng tôi chỉ muốn nhắn gửi rằng là những người tu theo Tịnh Độ Tông á thì nên nhớ những câu dạy như thế này: lại Phật một lại, phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm, tội diệt hà sa, chỉ là lời sắp tấn, khuyến khích, tán trợ thôi, chứ không phải là nhân quả, và do đó nó không có giá trị hiện thực. Cho nên ai tu tập mà chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần đọc kinh để có phước, lại Phật đó để sanh công đức, rồi đảnh lễ Phật đó, khích lệ người khác cũng làm á, làm mọi nghiệp xấu đã từng gieo kết thúc hết, đó là một ngộ nhận lớn. Do đó chúng ta phải tu rất là nghiêm túc, mà khi nãy Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta đã dạy không gì hơn là tu bát chánh đạo, đầy đủ hết tất cả các phương diện, từ đạo đức, thiền định cho đến trí tuệ. Lúc đó là các hạt giống thánh và hạt giống trung nhân đó, chân nhân được gieo trồng trong kho tàng tâm của chúng ta, đến độ là không còn một chỗ trống nào dành cho các hạt giống khổ đau tiếp tục tồn tại nữa. Chúng sẽ bị loại trừ, bị bắn đứt gốc rễ, và đây chính là mục tiêu quan trọng nhất mà Duy Thức Tông, còn được gọi là tâm tông của Phật giáo Ấn Độ vào thời kỳ thế kỷ thứ nhất cho đến giữa thế kỷ thứ hai, thế kỷ thứ nhất của Tây Lịch, trước Tây Lịch, và giữa thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, đã truyền bá và chủ trương. Điều 2,
các phương diện phản ứng của tâm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đưa ra một hình ảnh khá lý tưởng về tính đạo diễn của tâm và tác động đến các cái phương diện nhận thức giác quan. Ảnh dụ được Kinh Thủ Lăng Nghiêm nêu ra là như một căn nhà có một cánh cửa cái được tô bằng kiến với một màu sắc nhất định, và có 7 cánh cửa sổ cũng bằng kiến và được tô bằng 7 loại màu khác nhau. Quan sát từ bên ngoài căn nhà có một cửa cái và 7 cái cửa sổ đó, chúng ta có cảm giác rằng là trong đó đó là có 8 ngọn đèn màu khác nhau. Mà trên thực tế đó, cái ngọn đèn là giống nhau thôi, nhưng tác động của cái cửa kiến có màu khác là chúng ta nghĩ rằng là bên trong có những cái công cụ khác để tạo ra sự khác biệt đó. Đức Phật kết luận trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm rằng cũng tương tự như thế, mỗi một con người và các chúng sinh có tình thức chỉ có một tâm duy nhất thôi, được gọi là citta, tức là nguồn suy nghĩ. Ở một phương diện nào đó được gọi là thức vinaya, tức là cái phản ứng thái độ của chúng ta trước môi trường và hoàn cảnh trong tương quan dân sự, gia đình, xã hội, luật pháp và chính trị và nhiều cái tương quan khác. Và ở một góc độ khác đó, thì có thể gọi đó là ý, tức là một hình thức khác của mô tả về cái phản ứng của tâm thôi. Và qua quá trình triết học Phật giáo đó thì có những ngữ cảnh người ta không dùng là tâm mà phải dùng là thức. Ví dụ như đối với các thức giác quan thì ta không gọi là tâm giác quan hay là ý giác quan mà phải gọi là thức giác quan. Đó là thói quen sử dụng ngôn ngữ, thói quen triết học thôi. Nói về cái tính chủ thể nhận thức, đối lập với cái cách thể nhận thức thì ta gọi là tâm, chứ chúng ta không gọi là ý. Còn khi nói về những ý tưởng thì người ta không dùng là tâm mà ta dùng là ý tưởng. Ý của tôi, ý của anh, đó là những mặc định đó, để nói về cái hoạt dụng của tâm. Như vậy 7 hoạt dụng của tâm còn lại có thể được chia làm 2 nhóm. Theo triết học Du Già Tông, nhóm thứ nhất đó là các thức giác quan, cao nhất là ý thức, và 5 thức còn lại là thị giác, tức nhận thức của mắt, thính giác, tức nhận thức của lỗ tai, khứu giác, tức nhận thức của mũi, vị giác, tức là nhận thức của lưỡi, xúc giác, tức nhận thức của làn da và hệ thống thần kinh. Thì 5 loại thức giác quan này đó luôn luôn đồng hành với ý thức để tạo ra các phản ứng về cảm xúc và thái độ. Trước khi có sự tác động của ý thức đó, thì các thức giác quan này đó nó được ghi nhận ở góc độ là gì? Hiện tượng như thế nào? Nó cảm nhận như thế thôi, một cách rất trực quan. Nhưng khi có thái độ của ý thức can thiệp vào rồi, lúc đó đó nó có cái nhận thức sai, nhận thức đúng, nhận thức trung tính, nhận thức tích cực, nhận thức tiêu cực. Còn bản chất của con mắt là chỉ nhìn cảnh vật thôi. Cảnh vật được thâu nhận vô ở bước đầu á, là cảnh vật bị ngược, sau đó là tiếp nhận lên cái thần kinh trung ương trở thành là cảnh vật thuận, để chúng ta tạo ra một cái phản ứng đồng hành với ý thức để có được cái nhận thức rằng cái hoa hồng đang ở trên bàn mà quý vị nhìn là hoa hồng có đường viền màu trắng, khác với các hoa hồng tươi, hoa hồng vàng, hoa hồng nâu, hoa hồng tím và nhiều loại hoa hồng có thể có trong tương lai. Như vậy các thức giác quan này nếu không có tác dụng của ý thức đó, thì chúng không tạo ra được những cái chức năng hoặc tốt hoặc xấu. Do đó để làm chủ được các giác quan như là làm chủ con mắt,
làm chủ cái lỗ tai, làm chủ cái miệng, cái mũi và làm chủ thân thể này, thì theo Đức Phật á, cái cốt lõi là chúng ta làm chủ ý thức. Nhiều người cứ nói năm nay đó là làm chủ tâm, trong trường hợp này phải gọi đúng là làm chủ ý thức mà. Vì ý thức có tác động rồi đó, thì con mắt chúng ta mới đắm nhiễm hình thái và màu sắc. Khi nói rằng đàn ông yêu bằng con mắt, phụ nữ yêu bằng lỗ tai, là chúng ta đang nói đến một cái tác động của con mắt dưới sự chi phối của ý thức, để dẫn đến các cái ước muốn về hình thể và màu sắc rất là chủ quan. Và do đó khái niệm đẹp trong quan hệ giới tính được gọi là gì? Sự thỏa mãn cái nhìn của con mắt trong từng ngữ cảnh cụ thể đối với từng con người cụ thể thôi. Không có cái khái niệm mà đẹp chung trên toàn cầu được. Chẳng hạn như một dân tộc ở châu Phi, quan điểm cái đẹp của phụ nữ để được ứng cử làm hoa hậu á, thì cái càm của người đó nó phải trề ra lên lúc phải một tấc rưỡi này, đặt lên trên đó đó có thể được một ly nước nhỏ. Còn ở một dân tộc của Thái Lan đó, thì nó được xem là đẹp á, cái cổ phải dài 2 tấc, có người đến 2 tấc rưỡi, có người gần đến 3 tấc. Và cái đó nó đều có cái tác động của ý thức để tạo ra cái hệ thẩm mỹ, quan niệm thẩm mỹ, để người ta trên mặt định đó mà đánh giá. Cho nên chỉ cần làm chủ ý thức, chúng ta dễ dàng làm chủ mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Ý thức là đạo diễn. Cho nên Đức Phật mới dạy gì? Hãy giữ gìn tâm ý của mình. Ở đây tức là thức á, giống như là tướng lĩnh và binh sĩ trấn giữ thành ở biên cương, không để cho giặc hoài xâm có cơ hội đột nhập vào trong nội thành. Vì việc canh giữ ý thức đó cũng giống như là người điều khiển máy bay, hay là cái người điều khiển không lưu á, thì thấy một cái chiếc máy bay lạ, hay là những phản xạ lạ trong cái vùng không phận của quốc gia mình, thì lập tức phải báo về những cái bộ phận để sẽ đi kiến giải quyết. Và nếu như chúng ta cũng đề cao cái sự cảnh giác về ý thức như thế đó, thì mỗi khi mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đó chuẩn bị tạo ra một cái phản ứng gì đó mà chúng ta cảm thấy là nó quá phàm tục, nó quá tiêu cực, quá xấu xa, thì lúc đó chúng ta biết dừng lại đúng cách, và do vậy mình trở nên an toàn và không phải hối hận về sau. Như vậy làm chủ ý thức bằng cách nào? Theo Đức Phật đó, trong các kinh, tức là làm chủ được các phản ứng giác quan, làm chủ được sự đi đứng nằm ngồi, nói nín, động tịnh, thức và ngủ. Đó là những điều kiện mà ý thức luôn luôn hiện khởi, xuất hiện với chúng ta, ngoại trừ trường hợp bị bất tỉnh và nhập vào thiền diệt thọ tưởng định. Phần lớn trong các tình huống còn lại, ý thức vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả trong giấc ngủ của mình. Người tu ở mức độ ban đầu mà khi nãy hòa thượng nói là còn ở ngoài cổng chùa đó, thì nỗ lực làm chủ được các giác quan là tốt rồi. Người tu ở mức độ sâu hơn, tức là đang ở trong chánh điện Phật, thì làm chủ được các giác quan của mình đang lúc mình nằm ngủ. Nằm ngủ như thế đó, thì mỗi ngày trong thời gian hành chánh và làm việc đó, chúng ta phải làm chủ được ý thức của mình. Thì lúc đó tối khi ngủ đó, các cái rai rứt, ám ảnh, ấn tượng, bức xúc, khó chịu, nói chung là những cái tâm lý phiền não, nó không trỗi dậy dưới hình thức là các giấc mơ. Theo hướng tiêu cực là ác mộng, theo hướng tích cực là những giấc mơ đẹp.
Dù là giấc mơ đẹp thì nó cũng là một cái phản ứng của ý thức trong lúc chúng ta ngủ, cần phải nỗ lực vượt qua. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rất rõ về 50 loại ma phiền não, chia làm 5 loại. 5 loại ma liên hệ đến thân thể, 5 loại ma liên hệ đến cảm giác, 10 loại ma đến thân thể, 10 loại phiền não đến cảm giác, 10 loại đến tri giác, 10 loại liên hệ đến tâm tư, và 10 loại liên hệ đến nhận thức. Mơ đó là các loại phiền não ma liên hệ đến tưởng mà con người chưa buông bỏ được đang lúc con người thức. Do đó các hành giả Tịnh Độ Tông lưu ý vấn đề này để không mừng hụt khi mình nằm mơ thấy Phật A Di Đà đến so đầu tiếp dẫn, Bồ Tát Quan Thế Âm á, là giơ tay để tiếp độ chúng ta, Đức Phật gọi là chỉ đường soi lối, hào quang chiếu sáng. Những yếu tố đó thường được Tịnh Độ Tông gọi là thoại tướng, mà nếu nó xuất hiện ngay lúc gần qua đời thì được gọi là thoại tướng vãng sinh, nhưng điều đó hoàn toàn không thực như vậy. Nó chỉ là những cái phiền não thôi, những cái rối loạn tâm thức mà người tu tập làm chủ tâm á, cần phải nắm được và vượt qua. Loại thức thứ bảy là nguy hại, tức là thức mạt na, còn được gọi là thức chấp ngã, với hình thức là cho rằng đó thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Dù chấp ngã dưới hình thức nào đều có thể dẫn đến các phản ứng tự trọng, tự cao, tự hào hay là mặc cảm, tự ti. Từ đó nó dẫn đến những cái phản ứng khác là ngã si, tức là si mê về cơ thể mình, về bản thân mình. Ngã kiến là nhận thức sai về cái nguồn gốc ra đời của mình, từ Thượng Đế, từ vật chất hay từ duy tâm. Ngã mạn cao nhất đó là cống cao, thấp nhất đó là mặc cảm. Ngã ái đó là yêu chuộng cái thân này, quý trọng thân này như là ngọc ngà châu báu, và chúng ta trở thành là kẻ nô lệ và phục dịch cho đó. Như vậy toàn bộ cái mục tiêu tu tập để trở về với nguồn mạch tâm linh theo lời Phật dạy trong Kinh Tạng Đại Thừa đó, là làm thế nào để tháo mở được, chuyển hóa được các phương diện ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái thôi. Các phương pháp là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Niết Bàn Tông, Luật Tông, thực ra chỉ là những công cụ để giúp cho chúng ta đạt được kết quả đó. Không phải công cụ nào cũng đạt được cùng kết quả, cũng giống như là các phương tiện giao thông, không phải phương tiện nào cũng có thể giúp cho hành khách đạt đến cái địa điểm muốn đến trong cùng một cái thời gian. Đi bằng máy bay nhanh nhất, đi bằng tàu tốc độ cao công nghệ Trung Quốc là 400 mấy chục cây số, đi tàu lửa thì công nghệ của châu Âu và Nhật Bản là 250 cây số. Nhưng mà nếu những người nào đi bằng xe đạp thì tốc độ đi nó chỉ khoảng là 20 cây số một giờ, còn đi bộ thì còn chậm hơn thế nữa. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng là tất cả các pháp môn được Trung Quốc chủ trương gồm 10, được Nhật Bản chủ trương gồm 14, được Tây Tạng chủ trương gồm 4, được Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam chủ trương gồm 3, đều có cùng một kết quả giống nhau, theo nghĩa là đến cùng một thời điểm để đạt được cái kết quả cao nhất. Chuyện đó không đúng thế. Dựa vào Kinh Tạng Nguyên Chất, nhất là Kinh Trung Bộ, thì bất kỳ một hành giả nào, tăng sĩ hay tại gia, nếu thực tập trọn vẹn được tứ diệu đế và ứng dụng trọn vẹn được bát chánh đạo, thì người đó dù ở pháp môn nào đi nữa cũng đều có được kết quả giống như nhau. Thấp nhất là chân nhân, cao hơn á là một trong tứ vị thánh quả A-la-hán, cao nữa là quả vị Bồ-Tát,
và đỉnh tột cùng đó là quả vị Phật đó. Còn những cái ứng dụng hành trì do các tổ sư ở các quốc gia chủ trương đó thì cũng giống như các phương tiện giao thông thôi, có phương tiện nhanh, có phương tiện chậm, có phương tiện cao, có phương tiện thấp. Đó là điều chắc chắn mà chúng ta không thể không chấp nhận. Do đó mỗi khi phản quan về tâm của mình á, thì tốt nhất chúng ta đánh giá là mình bị kẹt vào hoặc ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, hoặc hai, hoặc ba, hoặc cả bốn. Và phải nỗ lực tu bằng cách đọc những bài kinh thích hợp để có được những cái cẩm nang thích hợp nhằm giải quyết được và vượt qua được. Ví dụ những Phật tử nào, dầu nam hay nữ, hoặc cái tính thứ ba, dễ mũi lòng, dễ xúc cảm, đó là chúng ta đang nặng về ngã ái. Những người nào bị si tình và chết vì tình yêu thì cũng là thuộc về ngã ái. Những người nào dễ cảm thấy bị tủi phận, bị xúc phạm, có cảm giác là người ta khinh thường mình, coi mình không ra gì, mà đôi lúc á, những cái câu đó băng quơ, những thái độ ứng xử chẳng hề nhắm đến ai mà mình cũng bị chột dạ như thế, là thuộc về bệnh ngã ái. Nếu không nỗ lực để vượt qua bằng cách là không quan trọng quá chính mình và hay vô ngã trước những lời thị phi, trước những lời bóng gió của người khác, thì lúc đó việc tu tập chuyển hóa ngã ái này được xem là bị thất bại. Nó có niềm đau vẫn tiếp tục đeo bám chúng ta thôi, mặc dù mình có cái quặng mỏ Phật đó, nhưng mà chúng ta không phát huy được, do vì cái bề mặt của cái quặng mỏ này là ngã ái to tướng, nó án hết rồi, nó che phủ hết rồi, không làm cho mình phát huy được. Còn những người theo các tôn giáo khác cho rằng Thượng Tế, Thượng Đế là đấng sáng tạo con người và dẫn dắt, hoặc là những người theo chủ nghĩa duy vật cho rằng là con người đó mà ý thức cao nhất đó, là một dạng vật chất, tức là sinh ra từ vật chất, hay là những triết học phương Tây cho rằng là con người và thế giới được hình thành từ tâm, thì đều kẹt vào ngã kiến, tức là những nhận thức sai lầm về nguồn gốc của cái tôi, thì cũng không thể nào đạt được một cái nhận thức đúng mà Đức Phật thường gọi là chánh kiến. Người không thể có được cái nhận thức chánh kiến thì chưa xóa sổ được vô minh, cho nên á, nỗi sợ hãi sẽ đeo bám và thường bị khổ đau bởi những nỗi sợ hãi này. Phân tích về bản chất đó, thì phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần được hình thành và tồn tại đó là dựa vào hai chữ dê thôi. Thứ nhất là dọa, thứ hai đó là dụ. Dọa để cho con người phải sợ hãi, chẳng hạn như nếu không theo Chúa thì trở thành là con chim ngoài đàn, khi chết đó, bị đọa vào hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Nếu đi theo Chúa rồi mà sau này từ bỏ đạo đó thì chết sẽ không toàn thây. Hoặc là Thượng Đế có năng lực toàn hảo, có thể trừng diệt con người và dẫn dắt bằng nạn đại hồng thủy, bằng động đất, bằng sóng thần, bằng dịch bệnh, bằng mất mùa và nhiều cái thiên tai khác. Đó là những cái hình ảnh dọa cho người ta sợ. Vì sợ rồi đó, người ta mới dâng nạp mình cho niềm tin hướng về Thượng Đế và các thần linh. Các kinh thánh thuộc các tôn giáo lớn trên thế giới đều đề cập đến dữ liệu dọa này. Còn dụ đó thì khuyên người ta chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế, mọi việc còn lại đều do Thượng Đế sắp xếp hết, không phải lo lắng gì. Dụ người ta rằng là chỉ cần nỗ lực đi nhà thờ đơn giản và mỗi tuần lễ thì khi chết được lên thiên đàng. Và những lời dụ như thế đó
thu hút rất lớn đối với các thành phần lạc hậu, nghèo khó về kinh tế. Chẳng hạn như ở châu Á, châu Phi thì cái cơm ăn áo mặc nó chưa đầy đủ, mà chỉ cần có một niềm tin nho nhỏ khi chết được sinh về thiên đàng thì ai mà không mừng cho được. Tịnh độ tông của Phật giáo Trung Quốc là có khuynh hướng dụ, tức là chỉ cần niệm Phật, lại Phật, tụng kinh A Di Đà là có thể giảng sanh được Tây Phương. Chỉ cần có các hội tướng là giảng sanh Tây Phương, tức là hạ một đạo Phật xuống quá thấp đi. Đang khi đó bát chánh đạo nó đòi hỏi chúng ta phải tu tập là vừa có chánh kiến, chánh tư duy để hình thành nên trí tuệ, vừa có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức để thành tựu được đạo đức, vừa có chánh niệm và chánh định để thành tựu được thiền định. Thì cái phương pháp và dẫn dụ cho những Phật tử dở lòng đó, nó chỉ giúp cho người ta đi vào đến được cái cổng chùa thôi. Sau khi vào cổng chùa xong rồi, chúng ta phải tu tứ diệu đế, bát chánh đạo trên nền tảng nhân quả, thì không cần phải cầu nguyện một cái gì hết, tự động kết quả theo năm tháng ngày giờ, do nhân như thế, duyên như thế, môi trường như thế, tác động như thế, nỗ lực như thế, phương pháp như thế, dẫn đến kết quả như thế thôi. Các quý Phật tử tu theo Pháp Hoa Tông thì biết rõ về cái quy trình 10 như thế, thì nói về bản chất của nhân quả trong đời sống thực tiễn. Cho nên phải tu cho bằng được việc chuyển hóa các hình thái chấp vào cái tôi và cái tôi sở hữu thôi. Thất bại trong việc tu tập này đó được xem là không thể nào là chứng đắc được nguồn mạch tâm linh, trở về được nguồn mạch tâm linh của chúng ta. Điều ba, tâm với tư cách là động cơ. Triết học Phật giáo được xem là một nền minh triết đầu tiên trong các tôn giáo, phân tích về cái tầm quan trọng của sự quyết định, mà tâm á chính là chủ thể của nó. Còn các tôn giáo khác đó thì nhấn mạnh đến tín ngưỡng thôi. Luật pháp trên thế giới cũng nhấn mạnh trên hậu quả và kết quả của các hành vi, mà không bận tâm đến lúc mà con người ta làm một hành động phạm pháp hay là làm hành động thiện, động cơ của họ là cái gì, chuyện đó người ta không bận tâm đến. Hễ có những hệ quả xấu thì người đó phải bị bắt bắt giam, là tùy theo luật pháp hiện hành mà có những khung hình phạt nghiêm trị ta. Chẳng hạn một tài xế do tối hôm trước á xem đá banh World Cup hoặc là Cúp châu Âu không có ngủ mà bắt buộc phải chạy một đường xa vài trăm cây số ngay sau đó, thì tài xế này rơi vào cái tính rủi ro dẫn đến tai nạn giao thông có thể gây chết người hay là tổn thất tài sản là điều rất khó có thể tránh khỏi. Về động cơ, tài xế đó hoàn toàn không hề muốn có sự cố này, nhưng do vì ngủ từ trong tâm ngủ ra, anh ấy đã mất kiểm soát và do đó dẫn đến tai nạn. Bây giờ luật người ta không cần biết anh này ngày hôm trước là bị mất ngủ hay là mê đá banh hay là do nhậu rượu, người ta chỉ cần biết đến hậu quả là anh đã cán chết người và gây thương tổn nhà cửa tài sản, cho nên theo luật pháp hiện hành anh sẽ bị trị phạt hoặc ngồi tù hoặc là đền tiền hoặc cả hai, bao gồm luôn là tước cái bằng lái xe trong khoảng một thời gian nhất định thôi. Đó là cách quy kết về hành vi thiện ác trên nền tảng của kết quả đối với cái tốt và hậu quả đối với cái xấu. Đạo Phật nhấn mạnh đến cái nguyên lý động cơ, bên cạnh thừa nhận cái tác động tích cực và tiêu cực của kết quả mang lại từ hành động đó. Với Bồ Tát mà nhiều vị tăng sĩ và cư sĩ tại gia phát tâm thọ trì đó, dạy chúng ta về cách thức nuôi dưỡng động cơ. Và để có một động cơ tốt á, thì chúng ta phải hiểu rõ được đâu là một hành động được định nghĩa là thiện.
và đâu là hành động được xem là ác. Hành động thiện nó được định nghĩa là một việc làm mà kết quả của nó đó mang lại lợi ích và giá trị tích cực cho bản thân mình và tha nhân ở hiện tại này và trong tương lai. Tức là gồm có 4 tiêu chí: lợi ích cho mình mà không lợi ích cho người khác thì vẫn chưa được gọi là thiện. Lợi ích cho người khác mà quên đi lợi ích cho mình cũng chưa phải gọi là thiện. Nếu chỉ có lợi ích trước mắt mà không có được cái kết quả tích cực tương tự ở trong tương lai thì nó cũng chưa phải là thiện trọn vẹn. Và bằng việc đánh giá nhân quả trên cái kết quả của cái thiện như thế, việc chúng ta phát khởi một động cơ từ sự quyết định hoặc sáng suốt hoặc si mê của tâm, chúng ta phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp từ những hành động của mình. Một cậu bé nhìn thấy một ông lão bị mù lòa đang dùng một cái cây chỉ trỏ để xin dấu hiệu băng qua đường. Cậu bé ấy chẳng cần nghĩ đến rằng là việc làm này đó là giúp cho tôi được phước báo, học giỏi tức là sáng suốt ở hiện tại và trong tương lai. Điều mà cậu ấy làm là gì? Thấy tội nghiệp ông lão quá và sợ rằng ông lão có thể bị rủi ro bởi tai nạn giao thông, cho nên cậu bé đã đến dìu dắt tay của ông lão đó như thể là dìu dắt ông nội hoặc ông rạ, ông ngoại của mình băng qua bên đường, và sau đó chỉ cái lề đường cho ông lão đi một cách an toàn. Đây là một hành động mà động cơ của nó đó dẫn đến giá trị nhân văn. Hành động thiện đó được gọi là hành động thiện vô điều kiện. Người ta không có bận tâm về cái mặt cả nhân quả liên hệ đến hành động mình dấn thân làm. Trong các kinh Bát Nhã đó thì Đức Phật lặp đi lặp lại rất nhiều lần, để một hành động trở thành giá trị nhân văn cao cả thì người thực hiện hành động từ thiện và Phật sự đó phải lưu tâm 3 điều được gọi là không tịch, tức là vắng lặng, rỗng rang ở tâm, không bị vướng kẹt vào cái tôi. Thứ nhất, không quan trọng quá rằng tôi là người ban ơn và giúp đỡ. Khi nãy thì Hòa Thượng Tôn Sư đã có nói đến hình ảnh là một số người không Phật tử hoặc là Phật tử làm thì có thể ít nhưng mà nói thì nhiều, tức là bị vướng kẹt vào cái tính quan trọng quá về cái mà mình hiến tặng và giúp đỡ cho tha nhân, mặc dù giá trị của sự hiến tặng và giúp đỡ đó là rất lớn. Không quan trọng quá thì chúng ta không bị thất vọng mỗi khi cái người tiếp nhận cái giá trị giúp đỡ của chúng ta mà không biết ơn. Chúng ta không có thối thắt niềm tin, chúng ta không khởi lên các phiền não, và chúng ta không đặt lại những cái câu nói phản vấn: giá mà ngày trước tôi không giúp đỡ nó, bỏ mặc cho nó chết, thì bây giờ nó có dám lên mặt với tôi không? Đã giúp đỡ làm việc tốt cho người ta rồi còn hối hận chi nữa. Làm việc tốt là không hối hận. Còn kẻ tiếp nhận một nghĩa cử cao thượng, một sự giúp đỡ tốt mà không biết nên nó đắp nghĩa thì người đó sẽ bị các cái nhân quả xấu ảnh hưởng mà. Chúng ta không cần phải tài lanh làm thế chức năng của nhân quả. Cái công việc chúng ta là cảm thấy thương tội cho người đó vì thiếu cái yếu tố tri ân và đền ơn, vậy thôi. Thứ hai, không xem người tiếp nhận tặng phẩm á phải chịu cái trách nhiệm đền ơn đáp nghĩa cho mình về sau này. Các viện trợ kinh tế của một quốc gia lớn đối với các quốc gia nhỏ, các viện trợ tương tự giữa các quốc gia đều đính kèm theo các điều kiện, hoặc là điều kiện chính trị, hoặc là điều kiện kinh doanh, hoặc là điều kiện gì đó, không bao giờ là vô điều kiện. Thì đó là những động cơ. Có thể người ta bỏ ra hàng trăm con tép để người ta lấy một con cá voi, mà trong cái hoàn cảnh đó
Nếu không chấp nhận những con tép này đó, thì cái người ở ngay cái vai trò đó có thể bị khổ hơn, đất nước đó có thể bị lâm nguy hơn. Cho nên người ta biết là sau này mình phải mất đi những con cá voi, mà bây giờ mình chỉ hưởng được những con tép, người ta cũng phải đành mà chấp nhận thôi, cắn răng mà chấp nhận, vì không có một sự lựa chọn tích cực hơn. Thì người làm các việc thiện bằng các động cơ mặc cả về nhân quả, mà người thương gia và làm chính trị gia thường dướng kẹp vào cái này, quả chỗ của các hành động đó luôn luôn bị giới hạn, bởi vì nhân quả thiện lệ thuộc vào động cơ ngoài cái phạm vi của khối lượng công việc, rồi của cái ảnh hưởng công việc. Cho nên đừng để cho người tiếp nhận phải mặc cảm về hành động được tiếp nhận viện trợ này. Và thứ ba là không quan trọng quá tặng phẩm đó là ghê gớm, là số 1. Thì quan trọng quá về tặng phẩm á, làm cho người cho đó thì cũng không vui, mà người nhận đó thì cũng không có hoan hỷ. Thực tập được như thế thì gọi là tam luân thông tịch. Và ở đây đó, nó đều được đánh giá trên động cơ của tâm thôi. Trong bài sám pháp hồng danh, mỗi buổi tối vào những ngày sắp vọng tại các chùa Bắc Tông, chúng ta được khích lệ phát nguyện hồi hướng tất cả các công đức từ việc làm từ thiện và Phật sự, làm cá nhân hay là tập thể, về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không màng đến việc trải nghiệm đó với tư cách là quả trổ ở thế giới con người và thế giới chư thiên, tức con người ngoài hành tinh. Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải trí quyền thừa. Cái đoạn chữ Hán đó cho thấy là ngoài cái quả vị trời và người, người phát tâm này đó còn không màng đến quả A-la-hán, quả Bồ-Tát nữa, mà chỉ màng đến quả Phật thôi, tức là hướng đến tuệ giác, chứ không hướng đến các cái quả phước báo. Mặc dù trên thực tế khi làm thiện với động cơ thiện, quả phước báo trổ rất nhanh và cũng rất là lớn, nhưng chúng ta không màng đến, thì hành động đó mới thật sự là một hành động nhân văn theo tinh thần Bồ Tát đạo. Do đó các quý Phật tử phải tập thói quen mỗi làm việc thiện, nhớ đừng có giết một cái sớ táo quân cầu an cho người thân của mình, mà hãy hướng dẫn người thân của mình đến chùa lại Phật, tụng kinh, thân tập. Thì cái phước đó đó nó giúp cho người đó chuyển được nghiệp xấu để trải nghiệm được các cái thành quả tốt. Và vào ngày mùng 8 tháng Giêng, cũng như là những cái ngày quan trọng khác, thì chúng ta cũng không cần phải bận tâm ghi cả danh sách của ba họ tộc của mình để cầu an đầu năm. Hãy mời họ đến để họ cùng trải nghiệm. Lúc đó nhà sư chỉ cần nói là đệ tử chúng con tên là, thì mọi người hãy tự nhẩm tên mình để có những cái tác dụng tâm lý. Cái đó cũng cần thiết, nhưng đừng cần thiết phải đọc ra. Chùa Thượng Sơn khi chúng tôi được giao làm chủ trì từ ngày rằm tháng Giêng năm 2012, thì từ ngày mùng 4 cho đến ngày 14 âm lịch, mỗi ngày đó đều có một cái khóa lễ cầu an. Và mỗi ngày chúng tôi nhận đó 400 gia đình. Và cái yêu cầu đó để được làm lễ cầu an đó là đại diện hoặc cả gia đình đó cùng đến để tham dự. Như vậy là khi họ đi tới cầu an đó, mình cho họ cái phiếu để là ngày mùng 4. Rồi khi mà đúng cái con số là 400 hộ thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 5. Cái hết cái hộ thứ 800 chúng ta qua đến ngày mùng 6, mà cứ như thế hết hồ này rồi hồ kia ra làm. Như vậy là ngày nào cũng có 400 người tối thiểu đến tham dự khóa kinh và nghe thuyết giảng Phật pháp.
Còn nhiều Phật tử đó đi thì không đi, mà viết rồi photo ra thành 100 tờ, đi thập tự rồi cứ rã vào cái chuông, như thể là Đức Phật bị điếc vậy đó. Phải đọc tên lên là ngài mới nghe, mới chứng minh cho mình. Vậy là chúng ta bị kẹt vào cái sự mặc cả nhân quả trong các việc làm Phật sự và từ thiện, thì động cơ chúng ta chưa lớn, tâm chúng ta chưa vô ngã, ý tưởng chúng ta chưa vị tha, và do đó cái giá trị nhân văn và giá trị đạo đức trong hành vi đó bị giới hạn nhất định. Nhân quả chỗ đó hoàn toàn không lệ thuộc vào việc đó, là nhà chùa có đọc tên hay không đọc tên của người làm việc thiện và Phật sự. Những cái khóa lệ đó nó có tác dụng tâm lý nhất định, chúng ta tiếp tục làm, không nên bỏ. Nhưng người tham gia các khóa lệ đó đừng bị vướng kẹt vào theo thể, phải nghe đọc tên thì mới an tâm về, còn chưa nghe đọc tên đó là cứ quỳ gối hoài. Những cái chùa nào mà cúng sao đấy, đội sớ nữa đó, mà chưa nghe đọc tên là người ta sẽ quỳ tới cùng á. Mà xong khóa lễ rồi mà không nghe đọc tên là kiện thầy chủ trì đó: thầy ơi, thầy bỏ sớ tên tôi rồi đó. Cái tâm trạng này, tình trạng này vẫn còn khá phổ biến. Trên cơ bản là gì? Người ta ít khi nghe Phật pháp, hoặc là nghe không thấu đáo, cho nên nghĩ rằng là phải xuống tên lên thì mới có kết quả. Cho nên chúng ta tập thói quen là gì? Tự mình nhẩm tên mình để thay thế cho việc đọc tên dài lượm thượm lê thê. Đôi lúc mà các chùa vào ngày mùng 8 tới là phải chiều chuộng Phật tử đó, như chùa Giác Ngộ trung bình đó là gì, 30 cuốn tập 100 trang, mỗi một trang là 20 tên, mà như vậy đọc đó, thì phải mất mấy ngày, cho nên nó phải có 8 ông thầy cùng đọc một lúc. Mà nếu như Đức Phật mà đang ngồi đó về chứng minh, ngài không biết nghe cái tên nào nữa, 8 tên xuống là một lần rồi sao nhớ. Nhưng mà không làm thế đó, Phật tử về không vui. Do đó mình học Bồ Tát Giới để thấy được cái giá trị của động cơ, và để động cơ đó được trở nên tốt đó, thì chúng ta quyết định đúng thời điểm. Và trong kinh Đức Phật nói là khi một Phật sự và việc thiện đang có cơ hội nảy mầm, đừng trì hoãn nó, hãy làm liền, tham gia nó, tham gia đúng cách, tùy theo năng lực và điều kiện cho phép của mình. Điều 4, chuyển hóa tâm. Nguồn mặt tâm linh đó được sánh ví như là một cái con suối hay là một thác nước chảy. Nó có điểm xuất phát của nó. Điểm xuất phát đây là động cơ trong sáng của tâm. Suốt một cái quãng dài mà cái con suối này chảy đó, chúng ta là suối nó đi ngang qua biết bao nhiêu là cái thiết diện đất, do đó có thể có sỏi, đá, cát, dân dật, rồi nó đi đến cái đích điểm cuối cùng, đó là nó trữ lại ở một cái ao hồ, hay là tuôn chảy trong một con sông, hay là một cái eo biển nào đó. Như vậy là để nó đến một cái nguồn mạch thì chúng ta phải thấy là nó có một cái sự lưu thông bằng tiến trình vận chuyển bảo toàn năng lượng, chứ không có dừng lại một chỗ. Nước tù động bao giờ cũng là nước dơ, màu của đó là màu rêu phong, mùi của đó là mùi hôi tanh. Nước phải lưu thông thì nước đó nó mới mang lại sức sống và giá trị về nông nghiệp, văn hóa và tôn giáo. Con sông Hằng có chiều dài khoảng 2.500 mấy chục cây số, nó mang lại giá trị văn hóa và tôn giáo cho những người theo Ấn Độ giáo tại Ấn Độ. Tương tự, cái nguồn mạch tâm, tức là con sông tâm của con người, nó cũng phải lưu chảy thế này. Cái tác động của vô thường làm cái dòng chảy đó trở nên lúc là rất là xiết, lúc rất là khẳng khoảng. Và công việc của chúng ta là gì? Làm cho dòng sông tâm đó được thanh lọc. Rồi giống như trong một cái ly nước có các cái cá bở
chúng ta để ly nước đó xuống một cái vị trí cố định trong khoảng một thời gian nhất định, và các cáo bẩn đó nó sẽ được lắng dịu xuống, nó chìm xuống và nó có mặt ở dưới đáy của cái ly. Bằng cách này đó, dùng các cái phiểu nhỏ vớt nước ở nửa ly đó trở lên, chúng ta có thể uống một cách an toàn. Đó là cái ly nó tụ động đấy, còn cái gương mặt đó thì nó lưu chảy. Để cho tâm được khai thông thì chúng ta có thể liên tưởng đến hình ảnh mà Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng, đó là như khắc vật gì đó trên nước, nước sẽ không lưu giữ lại bất cứ một cái gì. Hình ảnh này là tượng trưng cho thái độ hành xả, tức là buông xả nỗi khổ niềm đau, buông xả nỗi sợ hãi và vô minh, buông xả tham ái và sân hận, buông xả mọi chấp trước, tức là buông xả tất cả những gì không có giá trị cho hạnh phúc và an vui của chúng ta. Còn những cái có giá trị chúng ta phải giữ lại, chứ không phải là buông xả tất tần tật. Người nào mà buông xả tất cả mọi thứ, người đó là có vấn đề về tâm lý đó. Đối lập với cái hình ảnh như khắc gì đó trên đá, trên nước, thì Đức Phật còn nêu ra hai hình ảnh khác, như khắc vật ở trên cát ở bãi biển, hoặc là như là khắc vật ở trên gỗ, hoặc là khắc vật ở trên đá. Ba hình ảnh khắc đó thì khắc trên đá để lại cả ngàn năm các dấu ấn hình thù ở trên đá, nếu không bị bom đạn, và nếu đá đó không phải quá non và không phải bị nước chảy xiết trên nó, thì các hình thù đó tồn tại rất lâu. Nhiều cái nỗi ám ảnh về những việc xấu và khổ đau, những ấn tượng về những việc tốt và tích cực trong quá khứ đã làm cho chúng ta đó gọi là cố chấp vào và giữ nó lại dưới hình thức là những bản khắc đá trong tâm của mình. Ai nhớ dài giận dài, ai nhớ dài giận dài, đều thuộc về người gọi là khắc nỗi khổ niềm đau trên đá, chết mang theo, không tháo mở, không buông xả, không rộng lượng, không thứ tha. Người đó sống tràn ngập sự khổ tâm thì không thể nào trải nghiệm được nguồn mạch tâm linh của Đạo Phật. Hình ảnh như là khắc ở trên gỗ, các loại gỗ tốt có thể tồn tại 1.000 năm trong điều kiện thuận lợi. Những loại gỗ tạp có thể tồn tại được vài ba năm, nếu gỗ dở nữa đó thì có thể tồn tại được vài ba tháng, rồi các hình thù được khắc chạm trên đó bị biến mất. Đó là tượng trưng cho những người bị ám ảnh và ấn tượng một cái thời gian nhất định, rồi cuối cùng họ cũng nỗ lực để vượt qua. Hình ảnh như khắc hoặc là vẽ hình trên cát biển, chỉ cần là một cái cơn sóng nhỏ tác động của gió vào bên trong bờ thôi, thì các hình thù bao gồm là lâu đài, nhà cửa, vật dụng, con người do chúng ta nỗ lực làm ở trên cát đó trở thành là một mặt phẳng đó. Đây là tượng trưng cho những người đó có thể trong phút chốc là giận hờn, bực tức, khó chịu, nhưng mà sau đó rồi đã tâm họ được lắng yên, nó không có lưu giữ lại lâu dài. Từ hình ảnh đá qua đến gỗ, qua đến cát, chúng ta thấy có một cái tiến triển, đó là buông xả, giảm dần tất cả những cái ảnh hưởng tiềm tàng ở trong kho tàng tâm của chúng ta. Và hình ảnh nước đó, là ngay lúc mà chúng ta dùng cái đục hay là máy đục đục xuống đó, nó không tạo ra một hình thù gì hết, nó cũng không giữ lại một cái gì hết. Nước có thể băng tung té rồi nước là tiếp tục chảy thôi. Nhớ đến hình ảnh này và liên tưởng rằng là tâm của tôi là mạch nước, do đó đừng để cho mạch nước đó đứng yên,
và đừng lưu giữ lại bất cứ một cái vật dụng gì, hình ảnh nào được tương phản ở trên mặt nước. Công việc của nước là tiếp tục chảy. Chức năng của nước là phụng sự cho các cái mục đích dân sự, nông nghiệp, xã hội và nhiều cái mục đích khác, thậm chí là mục đích là thủy điện. Phải phát huy những cái mục đích này chứ đừng có bị vướng kẹt vào nó. Như vậy, để quay về với nguồn mà tâm linh, trở về với nguồn tâm đó, thì điều quan trọng nhất theo Đức Phật trong kinh Tạng Pali, A Hàm và Đại Thừa là người tu hành đó phải chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Chuyển hóa được sân hận đó ở mức độ vi tế không phải là chuyện giảng được, nhưng có thể làm được. Để chuyển hóa được sự si mê đó thì chúng ta phải phát triển được trí tuệ. Chấp thủ là hệ quả của si mê, nó là cái sự phát sinh từ si mê thôi. Do đó chỉ cần tu chánh kiến, chánh tư duy, như ý tắc lý thì chúng ta sẽ không còn gọi là mê tín dị đoan, không còn sợ hãi từ mê tín dị đoan nữa, mọi si mê được kết thúc. Thực tập từ bi, thực tập hỷ xả, vô ngã, vị tha, độ lượng, bao dung, chúng ta sẽ giải phóng được và chuyển hóa được các tâm lý sân hận. Nhưng tham ái là cái khó diệt trừ nhất, vì tham ái có ba phương diện: dục ái, tức là ái liếm tình dục; hữu ái là ái liếm sinh tồn; vô hữu ái là ái liếm hư vô. Ái liếm sinh tồn đó là chúng ta kỳ vọng mình là tiếp tục tái sinh, là có cơ hội được sinh con. Đây đó là cái niềm vui hạnh phúc của người phàm kẻ tục. Nhưng mà vì những yêu cầu đó, nó làm cho chúng ta là tiếp tục có mặt ở trong ba cõi sáu đường theo cái dòng chảy của nghiệp và chịu những cái phản ứng nhân quả hoặc tốt hoặc xấu để dẫn đến hạnh phúc hay là khổ đau. Cái đó có thể chấp nhận được ở một phương diện nhất định đối với người tại gia. Nhưng mà ái luyến hư vô đó là những người bị trầm cảm, bị nỗi khổ niềm đau tấn công chi phối nhiều quá đến độ là họ không muốn sống nữa, hoặc là những người nói là kiếp sau tôi thề là không làm người Việt Nam, kiếp sau tôi thề là không làm người, làm cây thông đứng, làm đá giữa trời, làm mây trôi, làm nước chảy, làm con chim bồ câu, làm cái gì đó, thì đều bị rướng kẹt vào cái gọi là luyến ái hư vô, vô hữu ái, tức là một sự tuyệt vọng, một sự trầm cảm, một bế tắc, mà cốt lõi của đó là nỗi khổ niềm đau không giải tỏa được, cho nên dẫn đến cái phản ứng tiêu cực này. Mà biểu hiện thông thường nhất của đó là gì? Gọi là chậm lụt lại, mất hết các phản ứng, không giao tiếp, không là tiếp xúc xã hội và tự tử. Hiện nay đó, cái số lượng người tự tử dâng cao, số lượng người bị tâm thần dâng cao là do vì vướng kẹt vào cái vô hữu ái, tức là ái liếm hư vô này, dầu muốn hay dầu không. Còn cái dục ái, tức là ái liếm tính dục đó, nó trở thành như là cái động cơ của đời sống vợ chồng, nó bắt đầu từ tình yêu và nó là tiếp tục tồn tại cho đến lúc mà con người qua đời, thậm chí trong lúc tái sinh giữa cái cảnh giới vừa chết và có mặt trong tương lai đó. Thì theo luận câu xá là nếu cái người tái sinh đó sẽ làm là người nam, thì cái tâm thức đó có một cái phản ứng ái dục đối với người mẹ. Nếu tâm thức tái sinh đó là người nữ thì khởi lên cái tâm lý ái dục đối với người cha. Tức là ngay cả trong tái sinh, tâm lý ái dục đó vẫn tiếp tục diễn ra và chi phối con người. Thì người xuất gia đó, do cái không gian tu tập thuận lợi, thời gian tu tập trọn vẹn, có được sự hướng dẫn bởi các bậc thầy tâm linh, học được Phật pháp để tính chốn, cho nên cái thành quả để đạt được sự chuyển hóa là ái luyến tính dục đó có thể cao. Còn người tại gia đó thì gần như chỉ đạt được ở mức là chung thủy một vợ một chồng thôi, ngoại trừ những người tại gia độc thân, hoặc là những người tại gia không màng đến cái nhu cầu tái giá khi người bạn đời của mình đã qua đời. Thì cái cơ hội tu tập chuyển hóa nó đó cũng giống như là những người xuất gia chân chính. Theo Đức Phật đó, để chứng đắc được sơ quả A-la-hán đó, người ta phải chuyển hóa được cái này.
Còn trong hàng trăm bài kinh Pali đó, để chứng đắc được sơ thiền đó thì phải chuyển hóa được năng lượng tính dục. Như vậy theo định nghĩa đó đó thì người tại gia sẽ khó chứng đắc được sơ thiền, khó chứng đắc được sơ quả A La Hán. Do đó đó, trong quá trình gọi là nuôi dưỡng của mặt tâm linh, các Phật tử tại gia nên nhớ con vực chúng ta không cần thiết phải giải thoát, vì có muốn cũng không được với tư cách là tại gia. Con vực của chúng ta là gì? Tu tập đúng cách bát chánh đạo để từ một phàm nhân chúng ta trở thành chân nhân, có được phước báo tràn đầy, có được tâm vô ngã, lòng vị tha, lòng từ bi cao cả, để chia sẻ một phần nào đó phước báo mình làm được cho những mảnh đời kém may mắn hơn. Và trong lúc làm kiếp người và tiếp tục tái sinh làm kiếp người, chúng ta cũng sống với phong cách đó, như thế là quá chuẩn rồi. Còn ai muốn giác ngộ giải thoát thì phải chọn con đường xuất gia. Mà để chọn con đường xuất gia, như Hòa Thượng Tô Sư chúng ta nói, phải xem là hạt giống thánh của mình đó, nó có thích hợp không. Nhiều người thì thích hợp với tại gia, nhưng mà khi vào xuất gia thì không phát huy được. Có nhiều người đó thì thích hợp với xuất gia mà gia đình cứ cản đảng khó khăn, thì khi ở tại gia họ cũng không làm nên trò trống gì. Cho nên chúng ta phải đánh giá hạt giống nào đang nổi trội ở trong kho tàng tâm của mình và nuôi dưỡng nó một cách đúng phương pháp, thì đầu tư trong một thời gian ngắn chúng ta có thành quả rất cao. Nói tóm lại, để nuôi dưỡng cái nguồn mạch tâm linh từ một người phàm trở thành chân nhân, từ một chân nhân trở thành là cận thánh nhân, từ cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân đến Bồ Tát, từ Bồ Tát đến thành Phật đó, chúng ta phải tu tập tứ thánh đế, và đặc biệt là ứng dụng trọn vẹn ba phương diện đạo đức, thiền định, trí tuệ, gồm có 8 yếu tố, tức là bát chánh đạo. Và bằng cách đó đó thì cách thức tu tập chúng ta chắc chắn sẽ có kết quả bây giờ và tại đây. Kính chúc tất cả được an lành. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ